Chào cả nhà nha. Hôm nay mình giới thiệu dòng xe Mitsubishi MT285 mới về. Con này mới về hôm qua. Xe này còn mới đẹp lắm nha cả nhà. Đây nè, MT285. Có khung trò. Mitsubishi MT285 hai cầu. Chở được lái. Dynamo sạc còn mới tăng luôn nha. Lập nốt. Đây, lên nha. Đó,
1114. Lộ 25. Dạ chưa, mới vừa về em anh chưa kịp ấy, mới vừa chuyển qua. Trời lộp cái lái nha cả nhà. Để tỏ luôn á. Rồi đó, thấy chạy chưa, đó lái xe thơ là lộp cây bánh. Không có một chút khói rồi nha. Xe đẹp long lanh luôn. Mọi người xem tham khảo đăng ký chia sẻ cho mình nha. Đây dưới xe đây cả nhà, dưới ghế xe này. Còn lá và đồ đó kìa. Mitsubishi MT 285 2 cầu trợ lực lái. Mới về đẹp long lanh nha cả nhà. Con đợt trước về bản rồi nha, con này mới về chiều qua. Mọi người xem tham khảo, ai cần thì liên hệ với mình qua số điện thoại ở dưới mỗi màn hình. Mình xin cảm ơn Mitsubishi MT 285 là 28 mã lực cho mọi người. Con này về máy đẹp lắm á, máy đẹp xuất sắc luôn.